Tiếp theo, cái bức ảnh này buồn quá, hay là mình skip qua đây được không? Kể chuyện Instagram là sao hè, là một bức hình gắn liền với một kỷ niệm phải không ta? Ừ đúng rồi đấy. Em có một cái series ở trên YouTube một năm trước là kể chuyện Instagram, là nó được mấy part rồi nhỉ? Nó được 5 part rồi. Nó được 5 part rồi và bây giờ sẽ tiếp tục kể tiếp. Tức là nó là một series luôn á, là mình sẽ cứ kể từng ảnh một giống như là mình kể lại kỷ niệm vậy á. Nó nhiều chuyện để kể lắm. Với cả em là cái đứa mà có nhiều chuyện để kể lắm chứ không phải là em sẽ không kiểu kể qua loa đâu, em để ý rồi. Có vài lần em kiểu lướt Instagram hay là lướt TikTok, Facebook gì đấy mà em gặp được một cái livestream khác ấy, thì khi mà các bạn streamer mà mới mới á, mà các bạn nhận được một câu hỏi, các bạn ấy trả lời rất là ngắn gọn luôn. Các bạn ấy sẽ không kiểu bôi câu chuyện ra, nhưng mà em thì có nhiều chuyện để kể lắm. Có một câu hỏi thôi là em có thể, đấy ví dụ như câu hỏi này này là em sẽ kể tràn giang đại hải luôn, em kể rất là nhiều thứ liên quan đến nó, xong rồi em bắt đầu liên hệ chuyện này liên hệ chuyện kia. Đấy là lý do mà không bao giờ hết chuyện để kể cả. Và kiểu như là có mấy cái ảnh thôi mà có rất là nhiều chuyện để nói á. Có cái ảnh bắt đầu đi làm đâu ta? Ủa có cái ảnh ngày đầu đi làm à đây. Tìm hoài không thấy. Đây là cái máy tính của mình á, đấy, hồi đấy là lần đầu tiên mình đi làm văn phòng luôn, nhiều kỷ niệm lắm. Đây là cái Dreamcatcher mà mình làm cho bạn mình. Dreamcatcher, chắc là các bạn biết cái này đúng không? Đây là cái bùa bắt giấc mơ ấy. Thì hồi mà mình xem The Here là cái phim người thừa kế á. Cái phim người thừa kế hay là những người thừa kế chứ không phải những người thừa kế đâu đúng không? Thì hồi xem người thừa kế rất là thích cái này. Nhưng mà hồi đấy là mình ở quê, mà ở quê thì nó không có mấy cái nguyên liệu này để làm. Thế là mình đã phải kiểu, tức là mình rất là muốn làm nhưng mà mình rất là thích cái này nhưng mình không làm được ấy. Xong rồi tự dưng bà Hằng, đợt đấy cái này hot quá, thế là bà Hằng kêu là ở trên này bán rất là nhiều. Thế là nhờ bà ấy mua về xong rồi mình làm từ hồi cấp 3 rồi. Đây là lúc mà mình lên trên này học rồi nhá. Hồi tức là mình biết làm cái này từ hồi cấp 3 rồi cơ. Mình đã mày mò xong rồi mình làm cái to để treo cửa sổ này, cái nhỏ, cái size nhỏ nhỏ kiểu cỡ này thôi để mình treo vào cặp sách. Hồi đấy là mình đeo một cái cặp sách hình con vịt và mình treo một cái Dreamcatcher như thế này. Cả trường mình không có ai có cặp sách và có cái móc treo chìa khóa, móc treo cặp sách như thế luôn. Tại vì mọi người thường sẽ mua những cái đồ ở quê giống nhau, tại vì ở quê thì nó có một cái chợ hay có mấy cái cửa hàng kiểu mọi người mua sẽ đụng hàng nhau nhiều ấy. Nhưng mà mình thì không á, mình kiểu ba lô của mình là nhờ chị Hằng mua ở trên Hà Nội đấy. À đâu, không, ba lô của mình là mình mua ở quê nhưng mà có đúng một cái đấy thôi. Của mình là limited ấy, kiểu cả cái khu của mình, cả cái thị trấn của mình có đúng một cái cặp sách con ba lô con vịt đấy. Xong rồi cái Dreamcatcher là mình tự làm. Đấy, xong rồi tức là mình rất là khéo tay để làm mấy cái handmade này á. Thì đây là cái Dreamcatcher mà mình làm tặng bạn mình. Cái lúc mà bạn mình nó đi sang Hàn để du học, để nó làm việc. Thì đúng là duy nhất người á, thì lúc đấy là bạn, đứa bạn thân của mình á, là nó kiểu ở cùng xóm của mình, xong rồi cái Hân ấy, xong rồi là nó đi sang nước ngoài để làm, để học với cả làm, thì mình ra sân bay để mình tiễn nó, thì trước khi đi là mình làm cái này để mình mang tặng nó. Thì đây là cái hình lông công. cái nói chung là cái Dreamcatcher này thì nó sẽ có rất là nhiều phiên bản ấy, nhưng mà mình làm cái hình lông công này tại vì mình thấy nó đẹp, xong rồi mình tặng nó, xong rồi là nó đi, cái giờ con của nó khoảng tầm mấy tuổi. Bây giờ nó vẫn chưa về nhưng mà con của nó chắc là phải chuẩn bị đi học lớp 1 rồi. Mấy năm rồi nhỉ? Nó phải có con phải tầm, mình nghĩ là phải 4 tuổi rồi đấy, 3-4 tuổi gì đấy rồi đấy. Nói chung là phải 3-4 tuổi rồi, rất là lớn rồi. Sắp đi học lớp 1 rồi nha. Là nhanh vẽ được trưởng, hồi này vẫn còn làm Dreamcatcher để tặng nó. Xong rồi chờ ngày nó trở về, cái giờ nó còn đẻ con mẹ rồi, sợ ấy. Nhanh vẽ lấy chồng để con rồi. Cho em xem ảnh trẻ trâu của chị ngày xưa có cái nào đến kim cương không ạ? Em mua không? Em order thì chị sẽ làm, lắm này mất thời gian lắm luôn ấy. Kiểu tại vì mình cầu kỳ á. Đây các bạn thấy là cái tròn ở dưới này nó cũng hơi lệch này. Nhưng mà cái này rất là khó để đan cho nó đều được, nhưng mà cái ở trên mình làm khá là đều á. Thì nếu mà nó không đều là mình sẽ kiểu thực sẽ tháo ra làm lại á, nên là làm rất là lâu. Đây. Đây là đây, nó đây. À để xem là mình đọc số năm chơi với nhau tính ra cũng gần bằng số tuổi hai đứa mà chơi lâu thì không còn đơn thuần là bạn bè nữa, là người thân mới đúng. Cách nhà nhau nửa cái xóm, hồi nhỏ thì chơi cùng nhau, ngủ cùng nhau, tắm cùng nhau. Nó là đứa từng dọa đánh đứa nào bắt nạt mình, là đứa lầm bầm mắng chửi người yêu cũ bỏ rơi mình trong khi mình còn chưa trách người ta, là đứa mà mỗi buổi chiều tối lại cùng nhau lang thang. Mình học xa cũng chỉ mong về với gia đình và đi chơi với nó, giờ nó lại đi sang một đất nước xinh đẹp cách nhau rất xa và vài năm. Mong nó học tốt, kiếm thật nhiều tiền, giữ gìn sức khỏe, không cần là số 1 hay số 0 gì nữa. Thì hai đứa mình vẫn là số 10. Giải thích cho cái này á, thì tức là ngày xưa cái cân nặng của mình với cả nó bị lệch nhau hẳn luôn. Tức là nó rất là béo, còn mình rất là gầy. Ngày xưa mình gầy dơ xương luôn, mình gầy kiểu như cái que á.
nói cả sừng sườn cái thứ ra, còn nó thì rất là béo. Xong rồi sau này thì nó giảm cân đi, còn mình thì tăng cân lên, thế là hai bọn mình lại đều đều nhau, không có bị chênh lệch nhiều. Nhưng mà ngày xưa thì cái cân nặng của hai bọn mình chênh lệch nhiều đến cái mức mà bọn mình gọi nhau là số 10 á, tại vì mình như số 1 còn nó như số 0. Đấy, sau bọn mình có mua đồ đôi mặc, mà nó mặc đồ nam của mình mặc đồ nữ ấy, kiểu vậy. Đấy, cho bây giờ thì xong rồi sau đấy thì không có cân nặng không còn là vấn đề nữa, thì bọn mình vẫn là số 10, kiểu như là mình rất là quý nó luôn ấy. Thực ra là theo họ hàng thì là nó là em họ của mình. Em họ rất là xa, em họ kiểu như thế này, để giải thích cho mọi người hiểu thì cụ ngoại của nó là em ruột, là em gái ruột của cụ ngoại mình. Đấy, thì nên là nên là theo kiểu như là rích ra rích rắc họ này họ kia các kiểu thì là nó là em của mình. Đấy, mọi người hiểu không? Mọi người hiểu không? Tức là nó là em của mình. Và mình bằng tuổi nhau, chơi với nhau từ nhỏ, kiểu cùng xóm luôn, chơi với nhau, học với nhau các thứ, nhưng mà cụ ngoại của nó là em gái của cụ ngoại mình, nên là nó vẫn là em của mình. Nghe buồn cười đúng không? Ôi xinh gái kìa. Đấy, đây là lúc mà đang ngồi ở sân bay để chờ nó bay. Nói chung là mình bị sợ tất cả những cuộc chia ly á, nên là cái lúc mà nó bay đi thì mình cũng khá là buồn, kiểu như là rất là chờ, không biết là hồi nào nó về á. Đấy, tiếp theo. Cái bức ảnh này buồn quá, hay là mình skip qua đây được không? Lú luôn á. Thì là cụ ngoại của nó là em gái của cụ ngoại mình, chứ gì, kiểu hai chị em, xong rồi là hai người đi lấy chồng, sinh con đẻ cái, rồi sinh ra các bà, các ông, xong rồi các ông, các bà lại sinh ra các mẹ, các bố, xong rồi đến bọn mình đấy, kiểu vậy. Thì là họ hàng là kiểu xa xôi á. Câu chuyện rất là ngoằng, kỷ niệm chẳng là gì nếu lòng người xóa, vội xóa, nhưng sẽ là tất cả nếu lòng người khắc ghi á. Đến bây giờ mình vẫn rất là nhớ nó, bây giờ rất là quý nó ấy. Chứ không biết bao giờ nó về thôi. Tại vì bây giờ công việc kiểu như là công việc nó phải ở bên đấy nó làm ấy. Bao nhiêu ảnh chị chụp máy cơ có hậu kỳ chỉnh màu này kia thì không mê cái ảnh chị đi mua ô mai ấy. Mới đầu tưởng chị đó là chị Hằng á. Không phải, đấy là bạn của chị á, cái Hân á. Còn cái bức ảnh này thì mình sẽ đọc qua nhá. Nhưng mà cái ảnh này nó hơi buồn ý, mình có nên đọc không nhỉ? Mình lúc đấy kiểu mình cái Instagram của mình để private ấy, nên là mình không có phải suy nghĩ xem là có ai đọc được hay không đâu. Mình cứ viết thì mình cứ viết thôi, mình không có suy nghĩ một ngày mình sẽ đọc cho ai đó nghe hay là có ai đấy đọc được đâu. Lúc đấy mình để private á, mình không cho ai xem, mình chả ai xem được cả. Đấy nên là mình sẽ đọc qua nhá, tại vì đôi lúc tóc bết mới đẹp vì giấu style lả lơi á, mình điên à. Thôi skip á. Skip qua đi chị ạ, để đến cuối đi chị ạ. Thôi mình đọc qua cũng được, mình đọc qua mình không nói nhiều về nó cũng được. Năm 16, 17 tuổi, chọn ở bên người mình yêu với suy nghĩ chỉ cần cả hai cùng cố gắng thì sẽ có happy ending. Thế rồi hai lần yêu đều gặp sóng gió cùng vì một lý do, vấn đề lại là ở bản thân mình. Em không giống mọi người đổ vỡ, sợ hãi. Người ta có thể ngăn cấm nhưng người ta không được phép xem thường em sống ngay thẳng và chân chính. Em cũng biết cố gắng như mọi người, em cũng có khát khao thành công và hạnh phúc. Người ta cố gắng một thì em cố gắng hai. Ai không hiểu chuyện thì đều bảo là chỉ cần em gật đầu thì thiếu gì người yêu. Nhưng mà chỉ cần em gật đầu là bao nhiêu bất hạnh đau khổ ngày xưa lại đổ lên đầu em một lần nữa. Con người có sức chịu đựng lớn đến đâu cũng không dám đương đầu nữa rồi. Năm 19 tuổi chọn cô đơn và nghĩ nếu một ngày nào đó có thể mở lòng thì nhất định người bên cạnh em sẽ là người cho em cảm giác an toàn chứ không phải là điều gì xa vời nữa. Sẽ là ngày mà mọi nỗi sợ âm ỉ trong lòng lâu nay đều tan biến hết, nhất định eo văn vở vãi, xê xúa vãi. Eo, ngày xưa kiểu các bạn biết là 19 tuổi kiểu ngày xưa mình học sinh giỏi văn mà, nên là mình viết văn kiểu nghe rất là lùn nuột đúng không, kiểu mẹ không bắt chỗ nào nghe rất là hay. Nhưng mà đại khái câu chuyện là ngày xưa mình cũng có một hai lần yêu bị trước cái đoạn này là mình có yêu một hai người xong rồi chia tay cùng một cái lý do mà khiến cho mình hơi ám ảnh ấy. Xong rồi sau đấy thì sau cái bài viết này thì mình lại yêu một người nữa và cái chuyện đấy lại lặp lại lần nữa rồi, thế nên là nó chả có nói viết thì viết như thế thôi, nó chả có nghĩa lý gì cả. Đại khái là mình không thể kiểm soát được chuyện gì sẽ xảy ra, thì sau cái này thì mình vẫn lặp lại chuyện đấy một lần nữa và ba lần chưa có lần thứ tư. Thôi nói chung là mình sẽ tiếp tục nhá. Dậy sớm nấu cơm và một ngày không phải đi làm, hóa ra ngoài lúc vui hay điên ra thì còn có lúc buồn nữa. Eo ơi, đây là giới thiệu với các bạn, đây là cơm kiểu cơm khổ sở, cơm sinh viên, cơm nghèo đói, cơm kiểu nhà có gì ăn đấy, xin trứng của mẹ, xin giúp của mẹ và cơm gạo lứt nấu lên, tại vì nghĩ là gạo lứt nó tốt nên là ăn gạo lứt xong rồi là cuộn bằng kim bap đấy, nhưng mà nó trông chụp hình vậy thôi chứ còn gắp cái miếng này lên nó rời tóc tỏng luôn. Nó rời tóc tỏng luôn tại vì gạo lứt nó rất là cứng. Mà hồi không biết, mà mới nấu gạo lứt mà đâu nó đâu có mềm, đâu có dẻo đâu. Với cả bây giờ còn có nhiều loại gạo lứt mà kiểu gạo lứt đen, gạo lứt
gì gì đấy mà nó kiểu, nó kiểu nó mềm ấy, chứ ngày xưa nấu gạo lứt nó kiểu cứng ấy, cứ luôn gắp cái miếng này lên là nó rời trong tóc, nó không, nó không tròn tròn cuộn cuộn hay là nó không liên kết chặt chặt được như cái miếng kimbap bình thường đâu ạ. Ngày xưa ta bé thơ á, mấy ảnh này là năm 20 mười mấy chị ơi á, đây là 19 tuổi, đây là ảnh năm 19 tuổi. Đây này. À, có cái chữ đấy, năm 19 tuổi này, chọn cô đơn này, đấy là 19 tuổi. Ảnh này là hồi 19 tuổi. Hồi đây là cái ảnh này là chụp lúc đi làm nhá. Cái ảnh này là chụp vô tình chụp được đấy, không phải là mẹ đang diễn đâu nhá. Để mình giải thích lại cái ảnh này quên. Thì đây là cái bot, đây là cái bot để hút thuốc lá ở công ty. Ở công ty là văn phòng nó rất là kín á, là văn phòng rất là kín nên là có một cái bot riêng để ai mà hút thuốc lá thì vào đấy tự hút tự ngửi. Thì lúc đấy là công ty có một cái cặp tập đoàn của mình là có một cái, có một cái tiệc gọi là birthday party á, là cái tiệc mà tiệc sinh nhật dành cho tiệc sinh nhật kiểu tổ chức cho những người trong tháng đấy. Thì mình cũng tham gia cái buổi đấy, nhưng mà lúc ấy mình mới đi làm nên là mình rất là nhát, mình không dám nói chuyện với ai cả. Thế là mình cầm, mình đứng một góc như thế này, xong rồi có một, có anh chị đưa cho chị mình một gói bim bim. Tại vì kiểu như là sau những, sau cái tiết mục là kiểu chúc mừng sinh nhật này, xong rồi là trao quà, trao phong bì các thứ rồi á, thì là mọi người sẽ kiểu phá cỗ đấy, thì là bánh kẹo các thứ bày hết ra rồi là mọi người sẽ kiểu đến ăn thôi. Thì mình rất là ngại, tại mình mới đi làm mà mình 19 tuổi, kiểu mình nhắc đây là nhắc luôn, mình đứng đúng một góc luôn đấy. Thế là anh chị nào đưa cho mình một gói bim bim, thì lúc đấy mình mới đến mà trông mình dễ thương lắm. Thế là mình được ai chụp ảnh trộm mình ấy, thế là mình có cái bức ảnh này. Thì mình cắt ra còn nhỏ xíu xíu như này thôi, đây không phải diễn đâu nhá. Ở đây là mình đang đứng mình cầm gói bim bim thiệt á. Sinh viên như vậy quá ok rồi á. Cái ảnh này chị giống Moon Ga-yeong trong phim mới quá. Ảnh này á, ảnh này cúi mặt nà, sao thấy giống được. Cơm sinh viên VIP quá, cô tí nữa thành cơm sinh viên Romit rồi. Thế bao nhiêu nắng, bao nhiêu tuổi rồi á? Giờ nắng á, 25. Ảnh này chắc thời 2017, 2018. Đây có này, 2017 này, tháng 9. Tháng 9 năm 2017 này. Rồi hai ảnh rồi, tiếp theo nhá. Đây ảnh này rồi, đến ảnh này. Đây là bạn mình với cả Ngô. Giờ vẫn chơi với nhau. Giờ vẫn chơi với nhau ấy. Đây là nó sang nhà mình nằm với nhau. Nhưng mà mình đã biết tại sao kiểu trong ngày xưa chụp ảnh trong tật nguyền vẽ trong kiểu cái app ngày xưa chụp bằng cái app kiểu Snow hay là app gì á, kiểu nhìn màu nó cứ nhòe nhòe, xong rồi mắt mũi mồm nó cứ méo mó trông nó cứ buồn cười sao ấy. Eo ơi nhìn xấu ấy ở trưởng ấy. Đây là sang, nó sang nhà mình nằm ngủ, xong rồi hai đứa chơi với nhau thôi. Cháu ấy gì cả? Cháu ấy gì cả? Ô nó có tiếng không ta? Cười lên nào à? Ôi ngày xưa mặt béo. Ngày xưa mặt béo ấy, eo ơi thề. Ngày xưa mặt béo ấy. Nhưng mà hai cái má thì nó vẫn thế nhỉ? Hai cái má giờ nó vẫn phình phình như thế. Ulai á, không phải Ulai, hồi đấy chưa có Ulai, hồi đấy là Snow. Hồi đấy là Snow nhá, sau này mới có Ulai. Đấy, đây là Ngô này. Đấy, đây là mình kiểu sang chơi với nhau thì cháu gì cả, một ngày không cô đơn. Ok. Cái đây cái răng của mình, cũ của mình này, răng trước khi niềng này mọi người thấy không? Là nó bốn cái răng cửa bằng nhau luôn. Đây, 1 2 3 4 cái răng cửa nó xếp thẳng hàng luôn. Thế hiểu sao? Đấy, nhìn lại đấy. Hai cái răng này của mình nó chẻ 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 đấy, chẳng hiểu cái gì. Đấy, chỉ có thế thôi, cái ảnh này thì không có gì. Đây là trường của mình. Đây là cái ảnh này, chất lượng xấu như người sinh á. Đây là cái ảnh ở trường của mình. Trường của mình nó có một cái chỗ này này, kiểu nó có một cái, đây là cái đoạn cầu thang. Thì rất là ít khi, bình thường mình đi học ít khi người ta bật đèn đây lắm. Cái hôm đấy mình đi học thì tự dưng bật đèn. Thế mình thấy dễ thương quá, thế là mình chụp ảnh lại. Đấy, sau đợt đấy một chị ở trường còn rep cái ảnh này vào group của trường cơ. Tại vì nhìn cái ảnh này nó đẹp. Mặc dù là mình chụp thì cũng bình thường, lúc này là lúc tan học rồi xong rồi đi xuống thì mình thấy bật đèn, thế là mình chụp ảnh. Đấy, mình nói chung là trường của mình cũng dễ thương. Thế thôi, chỉ có mỗi thế thôi, cũng chụp ảnh đăng lên bây giờ thì nếu mà bây giờ chụp được những cái như thế này thì mình sẽ đăng story. Nhưng mà ngày xưa thì làm gì có story, ngày xưa chưa có story nhá, là mẹ chụp được cái gì cũng up hết lên. Đấy là lý do tại sao mà cái Instagram của mình hơn 600 ảnh mà còn xóa vợ rồi, còn hơn 600 ảnh. Hơn 600 ảnh luôn. Tiếp theo nhá, ngày xưa chị cũng xinh mà khác thế á. Khác á. Thì do tuổi tác đấy em. Đây là cái hồi quay bốc thăm giải đấu AOE. Thì lý do có cái ảnh này, hồi này mình chưa làm streamer nhá. Hồi này là mình đang làm ở GTV, chưa làm streamer luôn, mà mình chỉ đi làm thiết kế thôi. Nhưng mà bởi vì là văn phòng kiểu rất là ít đứa mà nó kiểu, tại vì các anh chị cũng lớn rồi, cũng có nhiều người có gia đình các thứ rồi, mình lúc đấy mình mới vào làm. Thì mình kiểu nhìn con nít với cả trông cũng chắc là trông cũng trẻ trẻ dễ thương như nào. Thế là mọi người cứ kêu mình vào ngồi bên cạnh để quay một cái bốc thăm thôi, tức là bốc thăm cho giải á. Thì bảo là em chỉ cần ngồi bên cạnh thôi. Khi nào mà bốc được lên thì em chỉ cần đọc cái tên cái người mà bốc được thôi. Mà mình còn không đọc được cơ, kiểu mình không có nói to được luôn ấy, kiểu lúc đấy mình cứ li nhí. Eo ơi, bây giờ nghĩ lại kiểu đúng là nếu mà mình không làm cái nghề này thì bây giờ mình không nói to được như vậy đâu. Ngày xưa là đến cả cái việc mà hô to cái tên lên mình còn không hô được luôn á. Là vô dụng đến cái mức đấy, tức là mình còn không, mình cái âm lượng nói chuyện của mình nó nhỏ kinh khủng luôn ấy.
Thì nên là chụp nên là có cái bức ảnh này. Đây là anh Việt Anh làm, anh Việt Anh làm cùng công ty. Thì anh ấy là chị chào e không, chị không chào e. Thì anh này là anh ấy là MC của công ty, kiểu anh ấy hay làm MC với cả làm giải á. Thì bây giờ anh ấy lấy vợ rồi, mới bốc giải bé yêu cắp hả bà nội á. Hình như thế sao, hình như là bé yêu cắp hay sao ấy, không nhớ nữa. Hay là liên tỉnh á. Đây là, các bạn nào comment giải liên tỉnh hả? Đúng rồi, AOE liên tỉnh không phải bé yêu cắp là sau đấy. Vậy gào thét tên em đi á, chào đạt. Thế khác thật á, khác á, khác á, mình thấy vẫn bình thường mà ta. Chỉ có ân chắc là do niềng răng đấy, do niềng răng nó sẽ có hơi hơi khác khác một xíu với cả bao nhiêu năm rồi mọi người, chứ có phải là mới đâu. Bao nhiêu năm rồi, 2017 mà. Đây vẫn là cái bức ảnh ở đấy đây, lúc nào tóc của mình cũng dài mặc dù nó sơ rối ấy, nhưng mà mình thích tóc dài, lúc nào mình cũng để tóc dài hết. Đấy, đây là vẫn là cái buổi buổi đấy nhưng mà mọi người chụp hình nên là mình có mấy cái ảnh như thế này. Với cả kiểu mình cười mình không dám cười to luôn ấy, tức là mình vào mình cũng cười chụp chím như thế này luôn, kiểu mình kiểu đấy, kiểu cười kiểu chụp chím kiểu ngại ấy, không dám cười to luôn. Ủa, lúc ấy nhát lắm. Tiếp theo nhá, bức ảnh tiếp theo. À đây, đây là cái bức ảnh này là chụp cái hôm này này. Cái hôm này này. Tại vì cái đèn này rất là ít khi bật lên. Thế hôm đấy tự dưng bật đèn này xong rồi cái đèn này bật lên xong rồi cái thằng Vương lớp mình nó mang máy ảnh đến, thế là nó mới kiểu nó mang máy ảnh đi thì là nó mới gọi là ra đây tao chụp cho cái kiểu ra chụp để chụp thử xem test máy xem như thế nào ấy. Thì lúc ấy là trong trường nên là không có ánh sáng nó không tốt lắm. Nó kiểu nó hơi tối tối á, nhưng mà nó chụp được cái ảnh này. Mình thấy cái ảnh này cũng bình thường mà mọi người cứ khen xinh, tức là hồi đấy mọi người khen xinh tại vì hồi đấy kiểu chụp ảnh bằng máy cơ nó rất là xấu ấy. Bình thường chụp máy cơ kiểu lên ít khi chụp được đẹp lắm, đa phần là chụp lên kiểu mặt mũi là mụn miếc các thứ tùm lum tà lá cả lên. Thì lúc ấy chụp được cái ảnh này nhìn trông nó hồn nhiên hay sao ấy, cái tự dưng được khen. Mọi người khen thế là mình cũng up lên. Ngày xưa nhìn chị như kiểu ngại mà co rúm á. Ừ đúng ấy, kiểu đúng ngại co rúm luôn ấy. Cái đoạn này rất là dài nhưng mà mình up ở trên cái album Tiểu Tâm Can. Tiểu Tâm Can ở trên Facebook cơ, nhưng mà cái album đấy bây giờ mình để Only Me rồi. Còn cái đoạn mình chỉ trích có một đoạn lên đây thôi. Mình muốn nói với bạn rằng mình sẽ đánh cược rất to. Bạn nhất định sẽ hạnh phúc, một người như bạn nhất định phải hạnh phúc, không thể sai được. Eo ơi, kiểu ngày xưa sống kiểu chill ấy. Kiểu toàn đăng mấy cái câu hạnh phúc này kia, kiểu dạng là em nhớ về bình an nhé, về hạnh phúc nhé, rồi này đó ấy, kiểu sến đấy. Ngày xưa nó thế. Cái hồi tuổi đấy nó vậy á. Tiếp theo nhá, mình sẽ đến với bức ảnh tiếp theo. Mấy ảnh rồi đấy. Bức này là đi siêu thị thôi, chẳng có gì cả. Hồi này vẫn xài cái điện thoại 5S phải không? Với cả cái ốp của cái Hân cho. Cái ốp này xinh vãi, cái ốp kiểu thổ cẩm ấy. Cái Hân nó cho mình từ năm học lớp 12, xong mình vẫn dùng đến tận lúc này. Nó gọi là Deep Seed à? Cảm ơn Đức Giang tặng mình sao nhá. Nhưng mà bạn biết cái từ bậy là bị ẩn comment đấy. Deep ấy à? Thì cái tuổi trẻ nó mộng mơ nó vậy á. Đây, dạo này bỏ bê bản thân quá mình sẽ thay đổi á. Eo ơi, mình là cái đứa kiểu hay thay đổi lắm, kiểu hay kiểu để cổ vũ bản thân thay đổi lắm. Thì thỉnh thoảng các bạn lướt, các bạn sẽ thấy là từ mai mình sẽ thay đổi. Kiểu vậy, nhiều lắm. Trời ơi, bây giờ mà lướt cái Instagram của mình là cứ lâu lâu lại có cái ảnh A better me is coming, xong rồi lại cái gì mà mình sẽ tốt hơn, rồi mình sẽ thay đổi này kia. Tức là mình sẽ luôn thúc giục bản thân mình cố gắng ấy, nên là hay có cái kiểu ảnh như thế lắm. Hay có cái, bây giờ thì thành story rồi, giờ ít khi đăng ảnh. Em theo dõi chị mà không có thông báo á. Tại vì nó đang bị hạn chế tiếp cận em ơi. Tiếp theo nhá, mình sẽ đến với bức ảnh tiếp theo. Thế mình thấy mặt mình trông nó vẫn như thế mà. Đây là bức ảnh chụp với cả lớp của mình, Arena đây này, FPT Arena A1707M này. Nhưng mà cái anh này không phải người yêu của mình đâu, anh ấy là cùng nhóm của mình thôi. Nhưng mà lúc đấy chụp ảnh thì trêu ấy, trêu là anh em mình là hình trái tim. Đây bây giờ làm sao để zoom lên cho mọi người thấy nhỉ? Để mình chỉ cho mọi người là bao nhiêu người là còn là lấy vợ lấy chồng rồi. Bao nhiêu người rồi, anh này lấy vợ này. À đây, bạn này là hôm nọ mình vừa đi ăn cưới này, hôm qua vừa đi ăn cưới bạn này xong. Đấy, bạn này rất là đẹp trai nha. Rất là đẹp trai mà vợ cũng xinh cũng dễ thương nữa. Thì bạn này vừa mới lấy vợ xong. Bạn nào anh Thụy thì không biết. Bạn này hôm qua vừa gặp anh Đức thì hình như chưa lấy vợ hay sao, Vương thì cũng không gặp luôn. Anh Hoàng lấy vợ rồi nha. Bạn này cũng lấy vợ rồi này. Đây là thằng Hiền mà hôm qua mình đi cùng. Lương hình như chưa lấy vợ. Mấy người này thì kiểu sau khi học xong. À đây, bạn này lấy vợ rồi, Đạt lấy vợ rồi này. Còn mấy bạn này thì kiểu không có liên lạc nhiều nên là không biết ấy. Không có biết nhiều. Lớp mình ít con gái lắm. Có bạn này là con gái nữa. Bạn này thì hôm nọ cũng dắt người yêu đến nhưng mà không biết bao giờ cưới thôi. Còn có một số người thì không có liên lạc, không có gặp gỡ nhiều nên là không biết là tình hình giờ như nào luôn.
ngày xưa xinh mà dễ thương, giờ kiểu trưởng thành nó khác hẳn đó. Ui em ơi, bao nhiêu năm rồi, 17 đến tận bây giờ là 2023 là bao nhiêu? 6 năm rồi, phải khác chứ, 5-6 năm rồi. Thế mà nắng vẫn ế là sao? Không biết, mình không biết tại sao mình vẫn ế luôn á. Tiếp theo nhá, mình sẽ đến với ảnh tiếp theo nhá. Đây là ảnh chụp ở lớp thôi, hồi đấy là kiểu hình như là lớp mình hôm đấy là có một cái buổi dạng là buổi gì nhỉ? Buổi người ta gọi là buổi gì, sau mỗi một cái khóa học người ta có cái buổi gì nhỉ? Buổi gì mà mình lên trình bày, mình lên trình bày về cái sản phẩm cái cái gì nhỉ? Nó gọi là buổi gì ta? Có chịu ấy. Buổi gì đấy? Cái này không phải báo cáo. Nó là cái buổi gì mà từng nhóm lên sẽ lên trình bày sản phẩm xong rồi là thuyết trình các thứ ấy. Nó là buổi gì? Không phải tổng kết, không phải. Bảo vệ đoán. Đúng rồi. Đúng rồi. Nói chung là bọn mình làm đồ án xong rồi bọn mình có cái buổi bảo vệ á. Bảo vệ đồ án á, đúng rồi, đúng rồi. Đấy thì cái buổi bảo vệ đồ án đấy thì là sau đấy là bọn mình sẽ kiểu chụp ảnh kỷ niệm các thứ đấy thôi. Hình như cái buổi này có phải chụp ảnh sau hình như thế, hình như là cũng bảo vệ đồ án, tại vì đây là cái phòng mà kiểu phòng để thuyết trình á, thì chỉ dùng để khi mà mình bảo vệ đồ án hoặc là có sự kiện gì thôi, chứ còn đa phần là bọn mình học ở bên phòng lab với cả phòng class. Chị không tư vấn tình cảm á. Chị á, chị đang kể chuyện em ơi, đang kể chuyện. Tiếp nhá. Đây là một bức ảnh mình chụp ở trong ngõ này, ngày nào đi làm về cũng chỉ được ngắm bóng đèn, muốn về nhà, muốn nghỉ ngơi, muốn đi chơi, muốn ngắm hoàng hôn như trước đây. Lý do mà có cái câu ngắm hoàng hôn như trước đây là tại vì ngày xưa mình sống như kiểu ất át kiểu gì hết, kiểu hồi xưa mình đi học ở quê á, là mình nhiều hôm mình không về nhà, mình lên mình có ở cái quê mình có một cái đường mới người ta mở đường á, thì người ta làm cái đường rất là rộng, nhưng mà hồi đấy là xe cộ chưa cho chạy nhiều, bây giờ thì chạy nhiều nha, bây giờ nó thành đường chính rồi, nhưng mà cái hồi đấy là nó chưa có chạy nhiều thì mình kiểu rất là hay lên đấy ngồi để ngắm hoàng hôn một mình ấy. Nếu mà mọi người nhìn thì mọi người sẽ thấy là mình là một con tự kỷ, nếu mà ai đấy mà nhìn thấy mình kiểu đi học về đéo về nhà lại lên đấy ngồi chờ ngồi ngắm hoàng hôn sau mặt trời lặn thì mình mới về nhà á, thì sẽ nghĩ mình tự kỷ, nhưng mà không phải, tại vì mình rất là mình kiểu như là mình kiểu sống nội tâm với cả mình kiểu, tức là mình là một cái đứa mà introvert ấy, mình kiểu hướng nội ấy, nên là mình kiểu mình thường thì mình ở một mình cảm thấy rất là vui, với cả mình kiểu mình tận hưởng lắm, mình thích ngắm thiên nhiên với cả mặt trời, mình thích ngắm cỏ cây, mình thích ngắm mọi thứ xung quanh diễn ra xung quanh mình á. Bây giờ mình cảm giác là cuộc sống của mình nó cứ vội vàng, nó cứ hối hả, nó cứ kiểu cập dập sao ấy. Mình còn không nhìn thấy bầu trời luôn, cả ngày mình ở trong nhà mình không nhìn thấy bầu trời luôn. Mình rất là thích ngắm trời. Với cả hồi đấy mắt mình nó cũng chưa cận đến bây giờ nữa. Thế đấy là mình ngồi mình ngắm trời, ngắm mây các kiểu, xong rồi mình mới về nhà, với cả nhiều hôm trốn nấu cơm ấy. Thì mình về muộn thì mẹ mình vào nấu cơm với Hưng nấu cơm. Đấy. Thì có những cái hôm mình sẽ vào bà ngoại chơi, có những cái hôm thì mình sẽ lên đấy mình ngắm hoàng hôn, hôm trời đẹp mình sẽ lên ngắm hoàng hôn, hoặc là hôm nào mình buồn thì mình sẽ lên ngắm hoàng hôn. Thế nhưng mà cái lúc mà mình đi làm ở đây này, mình đi làm ở GTV á, thì bắt đầu lên trên này mình học nhá, là mình học buổi sáng 3-5-7. Hôm nào mà mình không học là mình sẽ đi làm, còn hôm nào mà mình học á là học buổi sáng, xong rồi buổi trưa mình sẽ về công ty và mình bắt đầu làm buổi chiều đến tối. Thì thường mọi người làm đến tầm mấy giờ nhỉ? 5:30 gì đấy, nhưng mà thường kiểu các bạn biết là mình mới đi làm mà mình đi học việc ấy, là mình đéo dám đứng dậy cái lúc về đâu. Tại vì sao? Tại vì là ví dụ như là lịch tan ca là lịch tan làm là 5:30, nhưng mà tầm đấy chưa ai đứng dậy là mình cũng đéo dám đứng dậy luôn. Trừ khi mà tất cả mọi người đứng dậy về thì mình mới dám đứng dậy về. Các bạn biết tâm lý của mấy cái đứa mà đi học việc không? Mấy cái đứa mà lúc nào cũng cảm thấy kiểu mình nhỏ bé, mình nhút nhát, mình sợ sệt á, là mặc dù mình xong việc rồi mình cũng không dám đứng dậy luôn. Đấy, hội tại vì là công ty của mình là kiểu mọi người ở xa nhá, mọi người rất là sợ đi cái giờ cái đường tắc đường ấy, nên là mọi người thường ở cố, đến có những người ở lại đến tận 7 giờ 8 giờ, có những người 6 giờ mới về, 6-7-8 giờ, có những người ở lại muộn, rất là muộn luôn ấy, kiểu như là sau tại vì công ty game mà, sau khi mọi người làm xong mọi người ở lại chơi game, với cả vừa được chơi game này, vừa giải trí này, vừa về nhà không cần phải nấu cơm nấu nước cho vợ này đấy, xong rồi lại còn không phải chịu cái cảnh tắc đường này. Tại vì nếu mà đi về nhà mà tắc đường á là cũng phải đi ở ngoài đường phải tầm 2-3 tiếng thì rất là lâu, thì thả cái thời gian đấy mình ở lại công ty chơi game, có máy móc chơi game, xong rồi đến cái giờ mà hết tắc đường thì mình về sau là mọi người toàn ở lại thôi. Đấy, thế là mình cũng đeo dám về luôn, mặc dù nhà mình rất là gần. Mình nhà mình lúc ấy là mình ở cái ngõ này là ở Chính Kinh nhá. Ngõ này là trong Chính Kinh. Lúc ấy mình trọ trong Chính Kinh và mình làm ở Nguyễn Trãi, tức là nhà với cả công ty là cách một đoạn thôi, mình không dám về luôn mà. Mình phải ở lại đấy. Eo ơi thề sợ. Thế xong rồi là cứ hôm nào về là cũng tối om như thế này luôn, đâu dám về đâu, cứ phải ở lại. Mình sợ mà. Tâm lý của mới cái đường mới đi làm nó thế đấy, mà lúc ấy mình nhát lắm. Bình hôn á, cái gì đấy, bình minh và hoàng hôn cái nào đẹp hơn á,
cái nào cũng đẹp hết à. Đối với mình thì thiên nhiên, đối với mình thì thiên nhiên là đẹp rồi, nên là mình thấy mỗi cái nó có một cái vẻ đẹp riêng ấy, không so sánh được. Còn mình thì ngắm hoàng hôn nhiều hơn, tại vì mình đéo dậy được, thế thôi. Chứ không phải là do nó đẹp hơn mà mình ngắm nhiều hơn. Ví dụ như là mình có nhiều bức ảnh chụp hoàng hôn hơn là bởi vì là lúc đấy mình chưa ngủ, chứ còn mình là mình chưa dậy nên là mình không chụp được. Quãng thời gian như vậy mới là đẹp nhất trong đời, phải trân trọng lắm. No, mỗi thời điểm nó có một cái vẻ đẹp riêng chứ, tại sao lại như thế mới đẹp bạn? Có mỗi thời gian vẫn đẹp, có một cái vẻ đẹp riêng. Bây giờ mình vẫn cảm thấy cuộc sống của mình nó có những cái sự thú vị riêng, nó vẫn có sự hay ho riêng. Tiếp theo nha, refresh bản thân. Tiếp theo nha, đây là một cái bức ảnh rất là dễ thương. Đấy, đây là ngày xưa mình có nhiều câu chuyện lắm nhưng mà không kể được với ai, nhưng là mình hay đăng lên story, đăng lên trên này. Dân làm văn phòng có khác, mình hôm nay đang thử việc ở xưởng mới 7:30 tan ca, nhưng mình 7:25 vứt găng tay rồi 7:29 ra chạy ra khỏi xưởng đầu tiên, mặc dù đi làm với bọn hàng xưởng mới được 2 buổi á. Với cả ví dụ bạn đi làm lâu rồi bạn sẽ không có ngại cái việc đứng lên đi về, chủ động đứng lên đi về. Còn mình là kiểu các bạn biết là 19 tuổi đi làm văn phòng mà nó như thế này, 19 tuổi nhá, với cả thêm nữa là cái tính cách của mình rất là nhát, mình rất là cực kỳ nhát luôn, và mình hướng nội nữa, nên là mình lúc nào mình cũng sợ sệt hết, là mình đi làm mình chả dám ho he cái gì cả, đến cả cái việc đứng dậy đi tè thôi mà mình còn ngại nữa cơ. Tại vì là văn phòng mà nếu mà mình đứng dậy kiểu mọi người sẽ nhìn, ví dụ có ai đấy nhìn thấy mình đứng dậy mà mình cứ đi ra đi vào nhiều mình ngại á, nên là thậm chí đến cái việc đứng dậy đi đái mình còn không dám đứng dậy luôn ấy, là các bạn biết là mình nhát đến cái mức độ đấy. Nên là mới cả mới đi làm nữa nên là bị sợ. Sau này công ty toàn các anh chị lớn tuổi thôi, nên là mình không dám đứng dậy đi đái. Mình không đi về, không dám đứng dậy, không dám chủ động đi về luôn. Tiếp theo mình sẽ kể đến câu chuyện này nhá. Hôm nay đi sửa xe quen được một cậu bạn nhỏ 5 tuổi, con trai cô bán nước với chú rửa sửa xe. Cười cười vẫy tay gọi ra hỏi em tên gì, thế là làm quen luôn he he. Chờ lâu ngồi nói chuyện với nhau mãi, mang vở tập tô ra khoe chị, dạy cả chị gặp máy bay. Cứ ngồi bên cạnh thôi ý, hỏi chị có ăn kẹo không, chạm tay lên vết xước hỏi mặt chị làm sao đấy, làm sao đây, ui ấm áp dễ sợ. Lát sau chạy ra chỗ mẹ rót cốc nước đá, xong cứ đứng loanh quanh đấy, cô phải mang ra cho mình, bảo cháu uống nước đi này, nó rót nước cho chị mà nó không ngại không dám mang ra. Rồi cô vào trong ngồi nhìn hai chị em chơi với nhau cứ tủm tỉm cười á. Tức là hôm đấy là mình có sửa xe ở cái quán sửa xe mà bạn nào biết cái ngõ Khương Đình không? Cái Khương Đình á, tức là cái đoạn Khương Đình nó có một cái ngõ để mình đi thẳng ra Nguyễn Trãi á. Đấy, có một cái ngõ mà kiểu xe buýt cũng đi vào được á. Thì cái ngõ bao nhiêu Khương Đình mình không nhớ nữa, nhưng mà trong cái đầu đường ở bên Nguyễn Trãi á là có một cái quán sửa xe. Thì hai vợ chồng cô chú ý nhá, là chú đi sửa xe còn cô thì bán nước. Đấy, xong rồi có thằng con trai, đây mình sẽ cho các bạn xem ảnh bạn đấy. Đây, rất là dễ thương luôn. Đây là cái bạn nhỏ nhỏ đấy, 5 tuổi, dễ thương lắm. Xong rồi là kiểu mình thích trẻ con mà, lúc ấy mình ngồi mình chờ sửa xe á, thế là mình mới vẫy vẫy ra ngồi chơi cùng. Mà nó kiểu nó rất là nhiệt tình, có nhiều đứa trẻ con nó không có thích chơi với người lạ đâu, hay là nó khó tính á, nhưng mà kiểu bạn ấy kiểu dễ thương dã man luôn. Bạn ấy ra bạn ấy ngồi với mình nhá. Sau rồi bạn ấy còn kiểu như là ngồi xong mình hỏi là kiểu tên là gì, xong rồi là mình hỏi là bao nhiêu tuổi rồi, xong rồi là mình hỏi là thế hàng ngày vẫn ngồi đây chơi à hay như nào, mình hỏi chuyện ấy, xong rồi là còn chạy vào lấy vợ tập tô ra khoe mình nhá, xong rồi hỏi mình có ăn kẹo không, xong rồi là muốn rót nước cho mình, tức là kiểu nước là mẹ nó bán đúng không, thì bình thường là kiểu nước ở đây là để bán thôi chứ không phải là để cho, xong rồi nó vào nó rót nước cho mình nhá, xong rồi là bạn ấy nhưng mà bạn ấy rót xong lại không dám mang ra cho mình cảm giác là kiểu bạn ấy 5 tuổi nhưng mà cái suy nghĩ của bạn ấy như kiểu lớn rồi á, tại vì bình thường trẻ con nó không có ngại, không có xấu hổ như thế đâu, mà kiểu bãi cứ xấu hổ xong rồi bãi không dám mang nước ra cho mình luôn, xong cứ loanh quanh ở đấy. Thế là cô ấy phải mang nước ra cho mình luôn mà. Em ơi dễ thương dã man luôn thế. Em cũng muốn đem nước cho chị mà không biết địa chỉ ạ. Thôi hỏi xem có muốn lái chị không á. Xong rồi sau đấy, sau cái buổi hôm đấy gặp bạn này á, là mình cứ kiểu mỗi lần mình đi qua đấy là mình lại nhòm xem là bạn ấy có ở đấy không. Nhưng mà không thấy đâu, chắc là đi học, chắc là kiểu bình thường thì bạn ấy sẽ đi học nên là không có ở đấy, chắc là hôm đấy là không biết là có cuối tuần hay là ngày gì bạn ấy ở đấy chơi với cả bố mẹ. Thì mấy lần khác đi qua nhòm nhưng mà không thấy. Đây, thế là ngồi nói chuyện với nhau thôi, dễ thương lắm, để cốc nước đá bạn ấy rót cho mình này. Xong rồi không gặp nữa. Xong rồi sau này kiểu cũng bận rộn đi làm nhiều, không có thời gian đi qua đấy thì cũng không có gặp, không có gì hết, không có gặp lại cái bạn nhỏ đấy. Rồi dễ thương lắm. Đấy, tiếp nha. Chúng ta sẽ đến với câu chuyện tiếp theo. Đây, nộp lầm lầm à. Đây là cái vụ ngã xe của mình. Vụ ngã xe chấn động sức cả mặt, chảy máu mặt. Để kể về cái câu chuyện này thì nó rất là dài. Mình có cần kể lại cái chuyện mình ngã xe không nhở? Nếu mà kể thì chắc kể đứt chuyện này thôi á. Từ nãy giờ thấy kể cũng nhiều ảnh rồi. Mấy ảnh rồi nhở? Mấy ảnh rồi đấy, mẹ hơi nhiều rồi đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Trời ơi, 14 ảnh.
ngã xe vẫn xinh á. Kể cho mọi người nghe cái câu chuyện ngã xe này. Thì là cái hồi đấy á, là cái hồi đấy là sao nhỉ, hôm đấy là thằng Hiền, vẫn là thằng Hiền, cái thằng mà hôm qua mình đăng lên story mà mình đi ăn cưới với cùng nó ấy. Thì mình chơi với nó từ hồi đấy cơ, từ hồi mà mình đi học cơ. Thì hôm đấy là xe của mình hỏng hay gì á, thế là nó chở mình về, nó đón mình đi học xong nó chở mình về, xong rồi là đến cái đoạn ngõ gần gần đến cái ngõ mà cái đoạn mà ở ở gì ấy, Nhân Hòa, Nhân Chính gì đấy, chuẩn bị rẽ vào cái đoạn chính kinh, thì là nó rẽ sang trái thì có cái ô tô nó đi từ dưới lên, thế là quẹt vào xe, tức là cái ô tô đấy là ô tô đấy đi sai nha, ô tô đi sai á, thế là quẹt vào cái xe xe của nó với cả ô tô quẹt vào nhau, thế là ngã. Thì mình ngã thế nào mà mình mài luôn cái mặt xuống đường luôn, mình mài mặt xuống đường mà kiểu mình xước chảy máu luôn. Lúc đấy là kiểu mình bàng hoàng, mình bỡ ngỡ, mình bị giật mình luôn, mình sợ luôn, tức là mình cảm thấy là mặt của mình nó đau nhá, nó rát nhá, xong rồi mình sờ tay lên mình thấy máu mọi người ạ. Lúc ấy mình nó đau nó không phải là vấn đề đâu mà mình sợ xấu ấy, mình sợ là mình sức mặt ấy, tức là mình lúc ấy là mình hốt hoảng lắm luôn ấy, mình sợ mình kiểu mình bối rối luôn ấy, tim mình kiểu mình đập nhanh, xong mình không biết phản ứng như thế nào luôn. Thế thì là cái anh ở, tức là hai đứa ngã xe xong rồi mình mài mặt xuống đất đấy, xong rồi là cái anh mấy người ở quán nước đó, xung quanh đấy với cả cái anh chủ xe ô tô ấy là chạy ra để đỡ bọn mình dậy. Xong rồi là hai anh đấy bảo là hai anh bảo anh cái anh chủ ô tô bảo là ra quán nước ngồi, tức là bảo là bảo hai đứa là hai 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 em ra quán nước để đây ra ra quán nước ngồi nghỉ xong rồi nói chuyện, tức là kiểu muốn ra để nói chuyện với cả để đền tiền á, tại vì là bọn mình ngã đau quá với cả người ta là người có lỗi, với cả mặt mình bị xước với cả chảy máu ấy đấy. Xong rồi thế là mà xong rồi, nhưng mà kiểu lúc ấy là mình đau quá rồi, mình không có nghĩ gì đến tiền nong hay là không có nghĩ gì đến ăn vạ hay bắt đền gì hết á. Mình đau quá xong rồi là thằng Hiền nó hỏi mình là có ra không, mình bảo không thôi đi về thôi. Thế là bọn mình đi về luôn đấy, không có ra ngồi nói chuyện gì hết. Xong rồi nó đưa mình về thì mình kiểu mình sợ nó cảm thấy tội lỗi á, tại vì là nó làm mình ngã mà, nên là mình không có dám than một câu gì, không dám khóc gì luôn, không dám kêu đau, không dám than. Thế là nó vừa đưa mình về cái nó hỏi mình là thế mày có sao không ấy, đấy, mặt nó thấy mặt nó tội lỗi nó hỏi là mày có sao không, thôi rồi xong rồi mình bảo là không tao không sao. Thế xong rồi là mình quay quay xe, mình quay đầu và mình đi vào, nó thấy mình đi vào xong rồi nó đi về, nó về xong rồi là mình mở cửa mình đi vào rồi nhá, nó mới đi về. Thì mình đóng cửa vào xong mình đi vào, mình khóc từ tầng 1 lên tầng 3. Lúc đấy là mình ở tầng 3, lúc rồi mình tầng 3 hay tầng 4 tầng 3 thì phải. Mình ở tầng 3 đúng rồi. Thì tầng 1 là có một cái căn phòng của hai chị em nào đấy thuê á. Tầng 2 là có 3 phòng, là có kiểu như ba cặp anh chị là ở với nhau sống ở đấy. Lúc ấy là kiểu như là cái chung cư mini ấy mọi người. Gọi là chung cư mini nhưng mà mỗi tầng nó chỉ có 3 phòng thôi. Còn tầng 4 là có mình với là chị Hằng thuê một phòng, hai phòng còn lại là có các bạn sinh viên ấy, cái phòng còn lại là có ba bạn sinh viên kiểu như là ba bạn con trai mới lên trên đại học xong rồi ở với nhau ở đấy. Thế chung là cũng kém mình 1 tuổi, 2 tuổi gì thôi. Thế là mình đi lên nhá, mình khóc từ tầng 1 lên tầng trên luôn, tại vì lúc ấy nó về rồi, thằng Hiền nó về rồi, mình bắt đầu khóc. Khóc kiểu khóc òa à, khóc không, lúc ấy là chưa khóc òa lên, lúc ấy là khóc thút thít thôi. Xong rồi bắt đầu khóc đi qua tầng 2 thì có một cái anh đấy kiểu chuẩn bị đi đâu ấy, anh ấy bước ra ngoài, anh ấy thấy mình khóc như thế, anh bảo là em làm sao đấy? Em làm sao đấy? Thế xong rồi mình khóc thút thít tiếp, mình không nói gì cả. Mình vừa lắc đầu xong rồi mình khóc, mình đi lên tiếp. Mình lên đến tầng 3 thì mình vừa mở cửa phòng ra thì Hằng Đàm đang ngồi ở giường, Hằng Đàm ngẩng lên, Hằng Đàm bảo: "Ui sao đấy?" Thế là mình oa khóc lên luôn, kiểu như là mình đang đau và mình đang sợ mà. Thế tự dưng có người hỏi cái mình oa khóc lên luôn, khóc to lắm, khóc to dã man luôn. Đấy, xong Hằng Đàm mới hỏi làm sao, xong rồi cứ ngồi khóc xong bảo là bị ngã xe thế này thế kia. Xong Hằng Đàm bảo thế bôi cái gì các thứ. Thế là khóc chán chê rồi, khóc chán chê rồi mới bắt đầu soi gương sợ quá, kiểu sợ là nó để lại sẹo các thứ ấy. Tại vì lúc đấy là trông hình như ngay thôi nhưng mà nó xước hết chỗ này này, xước chỗ này này, xong rồi xước chỗ này nữa, thế để sợ để lại sẹo. Thế là mới bắt đầu là ra đi bộ ra cái đầu ngõ, xong rồi là ra hiệu thuốc ấy để hỏi mua. Thì hồi đấy là nghèo lắm gì có tiền đâu, xong mua một cái chai mà nano curcumin ấy, cái chai mà kiểu như là cái tinh nghệ để bôi vào ấy, bôi cái đấy sốt lắm các bạn, vừa bôi vừa khóc luôn nhưng mà vẫn phải bôi tại vì sợ xấu. Thì nhá, tức là mình sức ở đấy với cả mình sức ở tay đây, đâu nhỉ, cái vết đấy nó hết mất rồi. Mình sức ở đấy với cả sức ở tay nữa, nhưng mà bởi vì đau quá nhưng mà sợ xấu nên là mình chỉ bôi mặt thôi, mình không bôi tay luôn. Đấy, thế là hôm nào cũng vừa bôi vừa khóc, người ta bảo bôi cái đấy vào thì nó sẽ không để lại sẹo đấy, nó sẽ nhanh lành. Thế là mình cũng bôi, mình bôi thì công nhận là nó nhanh lành lắm luôn đấy, nó nhanh lành. Cái ảnh này là lúc mà nó đã sắp lành rồi, ảnh này là nó khô rồi, nó sắp lành rồi, nó bong vảy các thứ rồi, nhưng mà đi làm nên là mình vẫn dán vào thôi, chứ còn lúc đấy là sắp lành rồi. Chứ cái lúc mới là nó kiểu chảy máu xong nó sức sức, nhưng nó sưng vù hết cả cái bên này này, tức là nó sưng vù hết cả bụp cả cái lông mày của mình lên như thế này đấy. Thế là đã đau rồi, đã đau rồi, đã sợ rồi, xong rồi về mua thuốc về các thứ về xong rồi thì là cái thằng phòng bên cạnh tại vì cái phòng bên cạnh phòng của mình là ba cái thằng con trai nó ở với nhau. Thì trước đấy là có một hôm ba cái bạn đấy là nó có một hôm bạn đấy sang, bạn đấy gõ cửa phòng mình xong bạn đấy bảo là mượn điện thoại để tìm điện thoại, tức là
cạo thì vô lý không, kiểu nói chung là cái tuổi trẻ nó vậy mà. Tức là bạn ấy kêu là không tìm mấy điện thoại nên là mượn điện thoại của mình để gọi vào cái số đấy để tìm điện thoại, trong khi là phòng đấy có 3 người. Phòng đấy có 3 người mà phải sang phòng mình để mượn điện thoại để gọi vào cái số đấy, tức là muốn xin số của mình nhưng mà không dám xin, thế là phải lấy lý do đấy. Đấy, thế này là có số của mình rồi. Thế sau một cái hôm mà mình ngã ấy, thì mình nhắn tin hỏi là bị làm sao, xong mình kêu là bị ngã xe, xong rồi kêu là tại cái phòng ở đấy nó phòng nó lẩm lẩm mà thuê có 3 triệu tháng thôi, nó không có cách âm. Nên là mình khóc to lắm, nghe được hết. Thế là xong rồi là bạn đấy mới kiểu như là mang thuốc cho mình, thì là mang cái thuốc bôi với cả thuốc kháng sinh cái gì á, xong rồi kêu là nhắn cho mình là tớ để thuốc ở cửa phòng ý, lần sau khóc thì khóc bé thôi nhớ. Kiểu quê ấy cả đái luôn. Ôi đó buồn cười, kiểu vừa buồn cười vừa đau mà buồn cười luôn ấy. Chết dở rồi á, cảm ơn Đồng Thanh tặng mình sao nha. Đấy, thì lấy số điện thoại thì chị cũng biết mà. Trời ơi, làm gì chị không biết là lấy hỏi thế để xin số điện thoại. Đấy, thế là kêu là thuốc để ở cửa phòng nhé, lần sau khóc thì khóc bé thôi. Ôi cũng khóc to lắm. Buồn cười. Bôi nước bọt anh người yêu là khỏi liền, cái gì đấy, tào lao gì ấy. Đấy thì là cái câu chuyện ngã xe. Xong rồi cái ảnh mà mình chụp lúc mà mới ngã kiểu nó sức, xong rồi sưng lên vẫn còn ấy. Xong rồi sau này mình vẫn thỉnh thoảng mình vẫn trêu cơ. Kiểu sau đấy kiểu một hồi sau, đoạn sau mình có người yêu ấy, xong có hôm mình gửi cái ảnh đấy cho người yêu mình bảo ngã xe, cái tưởng thật nó dựng ngược hết cả lên. Xong mình trêu mình bảo ảnh cũ. Quê à, lớn rồi còn khóc nhè vậy mà. Tại vì lúc ấy sợ mà, mẹ cũng nhà, cả nhà có mỗi cái mặt tiền, ngã sức cả mặt, đứa nào chịu nổi trời. Lúc ấy sợ lắm, tại vì lúc ấy kiểu mình mới đi làm ấy, cái mình được mọi người khen dễ thương, khen xinh các kiểu. Xong rồi đấy, đi làm mặc dù là làm designer nhưng mà vẫn được anh chị cho lên hình các kiểu ấy, mọi người cứ khen mình xinh. Thế là mình cũng cảm thấy là may vất vát được cái mặt tiền cũng được ấy, thì chẳng nhẽ, tức là mọi người ấn tượng tốt, tất cả mọi người đối xử tốt với mình tại vì trông mình cũng dễ thương ấy. Mà cái giờ mình xấu ấy chết toi à, nghĩ đến cái cảnh nó lồi cái cục sẹo đây sợ mẹ được cái trời, trời khóc. Thế là khóc quá trời luôn. Đấy, đấy là cái câu chuyện ngã xe thôi. Còn đây là cái bức ảnh đi làm về. Ngày xưa mình cho kể nốt cái ảnh này nhá. Thì ngày xưa mình có một cái ấn tượng với cả cái đường Hà Nội ấy. Tức là mình là một cái đứa rất là hay quan sát rất là nhiều và để ý rất là nhiều. Thì cái hồi nhỏ mình lên Hà Nội á, thì mình nhớ là mỗi lần mà dì mình mà chở mình đi ở ngoài đường phố, mà cái lúc mà buổi tối á, mà chở qua cầu vượt ấy, tại vì là Hà Nội sẽ có rất là nhiều cầu vượt, mình nhớ là dì mình hay chở mình qua mấy cái cầu vượt ở cái đường Nguyễn Trãi ấy, dọc đường Nguyễn Trãi kiểu đường cầu Thái Hà các kiểu ấy, thì mỗi lần mà mình ngồi trên xe dì mình và mình nhìn từ trên cầu xuống là lúc nào mình cũng thấy là nó sẽ có hai dòng, một dòng là màu trắng và một dòng là màu đỏ, tại vì là cái xe mà nó đi ngược chiều á thì nó toàn đèn pha đằng trước thôi nó sẽ màu trắng, còn cái dòng mà nó xuôi á thì là toàn những cái đèn từ đằng sau như này thì nó sẽ màu đỏ. Cái này mình chụp thì nó không rõ lắm nhưng mà nếu mà đi ở Hà Nội mà cái tầm buổi tối mà nó kiểu tắc đường các thứ ấy là mình sẽ nhìn thấy một loạt dòng màu trắng, một loạt dòng màu đỏ luôn thì rất là đẹp. Thế là mình bị ấn tượng cái đấy từ hồi nhỏ luôn á. Mình bị ấn tượng từ hồi nhỏ, thế là mình cứ hay để ý những cái như thế, những cái nhỏ nhỏ như thế, mình thấy nó rất là đẹp và rất là hay ấy. Đấy, xong rồi đến cái lúc này là mình đi làm về, tại vì nhà mình gần công ty mà hôm đấy mình đi bộ về, thế là mình mới đi, đây là cái cầu ở cái đoạn mà cái cầu ở cái tòa Hoàng Huy ấy, cái tàu Hoàng Huy ở Nguyễn Trãi, mà cái tòa mà Golden hay là cái tòa Hoàng Huy ấy, ở cái đoạn Nguyễn Trãi bắc qua đường ấy, đấy là mình đi bộ trên cái đấy, nó gần cái nhà máy Thăng Long ấy, thuốc lá Thăng Long ấy, đấy là mình đi bộ trên đấy, xong mình đứng ở đây mình chụp cái ảnh này. Thế thôi, một ngày đi làm về thôi chứ không có gì hết. Rồi, nói chung là 19 tuổi đã đi làm rồi. Khoe thế thôi nha mọi người. Đấy, nên là mặc dù là giờ vẫn còn trẻ tuổi nhưng mà kinh nghiệm đi làm cũng nhiều đấy. Sợ xấu á, chả sợ xấu mẹ, sợ ai sợ. Thôi hết rồi, hôm sau kể tiếp nhá mọi người. Kể nhiều quá hết chuyện để kể. Nên là sẽ phải ngắt ra các kiểu ấy, mỗi hôm kể tí thôi. Nói chung là nhiều chuyện để kể lắm, nên mình kéo lại cho mọi người xem mẹ cả một hành trình lớn lên của mình. Nó thay đổi theo thời gian như thế nào. Ui, cái ảnh này trông cái cục mụn trông vừa gớm. Đấy, nói chung là nhiều ảnh lắm. Sau này ơi thằng Hưng này, bây giờ nó to vậy, cứt giờ nó xấu vậy. À không, bây giờ đẹp trai rồi nhưng mà ngày xưa nhìn trông nó non non. Ôi trôi mẹ mất cảnh Hưng rồi. Đây, đây là Hưng đẹp trai của mình. Ngày xưa Hưng mới lên, cho Hưng lên Hà Nội đi chơi, xong rồi cho Hưng đi uống trà sữa. Đấy, sau này hôm nào sẽ kể cho mọi người nghe sau. Demo vậy thôi. Đủ rồi, quá đủ rồi. Đây là mẹ hai cây bỉ ngạn chống sống chết của mình. Series còn dài á. Ừ đúng rồi, phải để dành chứ. Kể hết thì sau này lấy gì để kể. Đây là con chó mình nuôi này. Thôi để khi nào kể sau nhé. Bạn nào mà tò mò về Instagram thì có thể lên follow Instagram của mình. Xong rồi là đây ngày đầu livestream này. Đấy, hôm nào kể cho. Thì follow Instagram của mình, xem trước ảnh hôm nào mình kể cho. Quá trời, quá trời luôn ha. Không sợ đau luôn, sợ xấu á. Ơ, bôi cái đấy nó sót lắm luôn ý. Thế bây giờ mình vẫn còn cái chai giống như thế. Mình mua chai khác để ở nhà, ví dụ có sức thì còn bôi. Bôi cái đấy nó nhanh lành lắm nhưng mà nó nhanh lành nhưng mà nó bị một cái là nó bị, đây là lớn lên, cái mũi của mình tự dưng cao lên ý chứ.
ngày xưa mũi của mình tẹp, cũng không tẹp lắm đâu, nhưng mà nhìn nó cũng không được, nó cũng không được nét bằng ấy. Sau rồi lớn lên tự dưng kiểu cái mũi nó gọn hơn với cả nó cao hơn chẳng hiểu sao. Thì đang tính nói cái gì nhỉ? Đang tính nói là quần què gì nhỉ? Nói gì? À là lúc ấy sợ đau quá, xong rồi cái sẹo ở tay này nó phải mất một thời gian, kiểu phải 1-2 năm nó không hết được luôn ấy, nó vẫn còn thâm thâm ở tay á. Còn mặt thì nó lại hết. Già đi từng ngày, xin Instagram của chị hả? Đây Instagram đây. Đây là Instagram của mình. Đấy, đây là thông báo. Thông báo ngày nào nó cũng nhiều thông báo như thế này á. Mình không dám mở cái ấy. Nhưng mà Instagram người ta unfollow nhiều lắm, tại vì là Instagram kiểu mọi người cứ follow lâu lâu chả chán mọi người lại unfollow các kiểu, kiểu tại vì Instagram là không cần follow vẫn người xem được, mà nhất là những cái tài khoản mà để public như mình á. Nhìn khác vậy á. Ừ, nhìn khác so với ngày xưa mà, nên là nó cứ thay đổi theo thời gian dị hoi. Nên là em mình thích cái này quá, không biết bật nhạc lên có bị một đoạn nữa chắc không bị bản quyền đâu. Ý, búng cái tay cái vẫn dục mặt trời. Bản quyền chết mẹ. Sợ lắm. Đấy thì vậy thôi chứ không có gì hết. Ngoài ra thì story thì thôi rồi luôn đấy. Bây giờ mình ấn vào cái story như này nhá. À không được nhỉ? Không thêm story được à? Ví dụ như là một như này, tiếp này, xong mình sẽ mở lại này. Xong rồi nó sẽ kiểu loát cho mình 1 tỷ cái story từ ngày xưa. Các bạn sẽ không thể tưởng tượng được là mình đã đăng nhiều story như thế nào. Oai, vãi cả cứt chưa? Ấy, nhiều chưa? Nhiều chưa? Đây, story từ Tết này à. Story thì thôi rồi luôn. Story thì quá trời quá đất luôn. Mẹ hôm nào mà kể chuyện story thì chắc là khóc. Tại vì nó nhiều không xem được. Nghe chưa? Không đi chụp hình này. Quá trời quá đất luôn. Đấy là bây giờ là từ lúc mà nó có gì nhỉ? Nó có cái story. À nó có cái story rồi thì mình mới không đăng lên trên này nhiều nữa đấy. Chứ ngày xưa mình đăng sạp xí nhiều lắm. Xong rồi mình cũng xóa đi nhiều, cũng ẩn đi nhiều rồi. Nhiều lắm. Quá trời quá đất luôn. Dạy là sẽ có series à? Đúng rồi. À series story à? À không, story làm sao xem được. Tại story kéo lại mệt lắm em ạ. Mệt dã man luôn á.